Thôi giờ Dương ơi, thường thường là em hay uống bia gì? Đó, biết hậu quả của cái gì là nhậu say xỉn chưa? Rồi bữa sau còn nhậu nữa không? Mày tao chăm sóc mày, nhưng mày đuổi mày về mày. Tao chăm sóc mày một năm trời luôn đó. Không nói chứ rồi. Rồi, thôi bây giờ Vương xuống cơn mua mồi đi, gần Vĩnh đó. Rồi, có Vĩnh gọi bia lên. Sao bây giờ em muốn nhậu mùi gì em kêu? Em muốn ăn cái món thích nữa. Ủa tự nhiên sao mình chăm sóc xong rồi nó đuổi mình về là sao ta? Đấy là nhìn xấu quá hả về hả? Chứ sao thì nói chứ. Đấy là có lý do gì? Thì nếu mà mình chuẩn bị nhìn xấu quá thì mình gỡ ra. Cái thật xẹo mà. Thì xẹo nhưng mà mình dán thì mình vẫn gỡ được chứ. Nói gì vậy? Nó nhai gì vậy? 2-3 mũi à? Hồi nãy là tao nói mai 2-3 mũi. Ờ thì nó 2-3 mũi nhưng mà rồi, 2-3 cái gương đâu rồi? Tự tháo ra đi. Phải thiệt đó mà. Tự tháo đi mẹ. Sẹo mà không đau mà cũng ngồi ôm mặt khóc. Gì không có chiều sâu quá nè. Mẹ mẹ có hình dung không? Ví dụ mẹ có một cái vết sẹo thì mẹ ôm mẹ phải thấy đau chứ. Ôm mà không thì thiệt á trời. Đau răng hả? Uống bia làm cho con người này mất trí. Đúng rồi, mất hết lý trí rồi, lại bị điên rồi. Chồng em ơi. Rồi cái gương nè. Anh luôn kinh ghê ghê. Rồi đây là cái gương này. Rồi tháo ra. Tháo cho nè. Mẹ thả anh ba mẹ mở ra mẹ có hình dung nhìn đâu không? Cái hình dáng thấy ghê chưa? Có ai mà thiệt mà nó vậy đâu. Rồi đây đây ví dụ đây là một vết đau à? Đau không? Đau không? Trời nó đau thiệt kìa. À, đúng, nó đau thiệt. À, rồi ai biểu chi nhậu cho xỉn vào. Cha bà ơi không ra luôn. Vừa cái bụng tao lắm mà không ra. Ừ để luôn đi tao. Là sao? Mọi người cho em hả? Anh cho em dám luôn, tao kêu ngồi dán ra, giờ gọn ra. Ủa thì vết dán nó chặt quá. Anh gỡ vậy. Vết dán nó chặt quá. Cái gương nè, gỡ đi. Rồi, gỡ thử coi. Tại lại 5-2 hay nhiều. Không phải đâu, nó tắt dùng với lại. Nó lồi lên một miếng thôi. Không có gỡ được. Cái lúc nãy là tao có nói mày là dán cái loại không gỡ được á. Mày dán cái loại gỡ được hay không gỡ được vậy? Chết mẹ, tao không nhớ luôn á. Cái này hả? Cái không để ý. Cái nào là không gỡ được? Cái dài, cái ngắn. Cái này là con Phương nó dán, phải tụi anh dán nha. Không gỡ được cái này. Quá, quá. Đâu có, tao có biết do tao anh nào đưa, anh Khoa đưa tao chứ tao có biết cái gì. Thôi cái này mày tẩy trang đi chứ tao cũng chịu thua rồi đó. Sao mà anh bày nhiều trò vậy? Thôi nói chung là thấy em vui vậy là anh cũng vui rồi. Thấy em tỉnh dậy sau một năm là tụi anh vui rồi. Bây giờ nhậu đi. Đúng thấy đúng. Em thấy có ai đi thăm bệnh mà đem được chai tương bằng gì không? Giữa qua làm nước chấm. Ừ, em muốn mồi giống bữa nữa hả? Bữa nó nhậu gì à? Hả? Bữa nó nhậu gì? Kêu nguyên một bàn quá, một bàn nó ăn nhiều lắm. Sinh nhật người ta mà tụi sinh nhật nó không hết. Ví dụ vậy rồi hôm bữa không gặp anh với Phương gặp người khác còn nên người ta hại đời em sao Dương? Thôi em hại em, anh không sợ người ta hại đời em mà anh lại sợ em đi hại nhưng người ta. Tại em đi có Phương mà. Em quá ấy gì? Nhưng mà con gái nó bỏ em lại rồi sao? Con gái nó đâu có thể nào nó mua gái em được. Bỏ nhậu đi. Giờ sao cái vết này sao tháo ra? Tẩy trang. Tí nữa tẩy trang nó ra má. Mày thấy ai mà một năm make up như mày thì nó đang truyền đạt cho mày vấn đề bỏ nhậu đi. Nó lo cái mặt nó vẫn lo cái mặt nó. Bỏ nhậu. Rồi bây giờ bỏ nhậu đi chưa? Không phải là bỏ nhậu nhưng mà là nhậu ít. Hồi nãy giờ là cái mình trôn nhưng mà lỡ ra mình nhậu thật là một ngày nó xảy ra thật vậy chứ. Đúng đúng. Đúng không? Nó không quan tâm, nó chỉ quan tâm đúng cái sẹo thôi, thiệt tao bực ghê luôn á. Thì cái mặt tiền em mà. Tao nói với mày là cái đó người ta dán lên nó không sao hết. Được chưa? Tẩy trang được. Vậy là một ngày nếu mà sau này con Dương mà nó bị gì nó chỉ quan tâm đến sắc đẹp thôi. Đúng rồi. Vậy là mai mốt mày có đẻ sinh con thì cái không? Có. Mà đẻ con là nó xấu, bụng xấu rồi này kia sao? Không sao, miễn cái mặt nó đẹp lên được. Cái mặt nó không có sẹo rồi, ở đâu có sẹo được, miễn cái mặt đừng có sẹo lên. Nó có mặt đồ che được mà. Ủa giờ thì em nhớ lấy cái bao bố em trộm mặt em lại là được mà. Trời ơi, cái này làm sao mà chùm cả ngày hả? Lý lẽ như bé là tao nhức đầu rồi. Không có tháo được luôn rồi nè, em bắt đền anh ơi. Giờ xíu nữa vô lấy nước rồi lấy cồn rồi tay á, má bỏ lấy cái là nó sẽ ra. À giờ em gỡ là xước da đó.
Nói chung là không có gì hết á. À, bây giờ nhậu nữa không nè? Không, nhậu nữa. Nhậu biết chứ. Nhậu chứ vui bạn. Mua thêm thùng kem nữa nha. Mồi sẵn hết rồi nè, có tin bận nè. Đúng là tôi bắt mặt cõi với chị đấy. Mất 2 ngày để cho con bé nó ngộ nhận ra cái vấn đề là không được nhậu nữa. Và nó chỉ tập trung vô cái vấn đề sắc đẹp thôi. 2 ngày. Sao mày mày đi tác hợp với ông Vĩnh vậy? Thì Mày biết ông Vĩnh không quá đáng chứ sao mày mấy rồi đó. Trời Dương em nhậu 2 ngày mới tỉnh luôn. Dương anh méo tin luôn á. Cái gì 2 ngày? 2 ngày Vĩnh nó mới nói một ngày 2 ngày. Trời má ơi. Em là dạng là gọi là thần cồn á. Mà tao không nghĩ là mày uống hơn một thùng luôn á. Cái gì ghê vậy? Ủa, cái gì ghê vậy hả? Mày, tao cho mày đừng có uống nữa. Sao mà mày biết? Ủa, thì tao mà uống tao mới biết chứ. Trời ơi, nó bị cái gì rồi? Mày không uống sao mày biết? Tao uống một thùng. Tao đi với mày mà. Dạ, em nghĩ ai kè em về. Rồi em có nhéo vô hàng xóm rồi đó, quá xin lỗi. Anh cứ kể vô đó, anh kể cho cô nghe đúng không? Kể cái gì? Hùng em có làm hành động luôn, qua xin lỗi hàng xóm đi. Nhéo vú không tình. Đã thấy cô Dương mỗi lần chào xỉn là đèo tình nghe nhéo vú. Trời ơi, tình nhéo vú anh. Tao đâu đây, tao đâu đây. Không có ra, tức quá. Tao nói rồi, nghe lời như anh Vĩnh đi, lấy cồn rồi lấy đầu chét lên á. Em có cồn được tay không? Ủa cái này phải là cái bát xăm giả hentai. Hentai. Hentai gì đó quên rồi, hentai cái gì đó. Hentai. Rồi hết ra, giờ nó lan lỗ luôn rồi. Tại nó xấu thì tẩy trang này nó ra. Cái loại này nó lì mà không biết nãy là tao có lấy lộn cái loại dán không dở được không thôi. Thế Dương anh hỏi thật nếu mà coi chừng là cái miếng dán mà 7 ngày đó nha. Thì em dán cái mặt thẹo 7 ngày thôi em làm chí phèo. Hà không, Dương một lần. Trời ơi, đứa này mày dữ à. Không phải vậy chứ anh Vĩnh. Đó, mốt nhớ đừng nhậu say xỉn nha. Tao chỉ qua đây tao tặng cho tương bằng thôi, tao tính rủ nhậu mà ai về. Khinh bạn bè quá rủ không nhậu. Đấy. Đi ra, anh đi hỏi có giường của tôi. Anh đi ra. Cũng đông nó bóng rồi đi ra. Ủa Dương, ví dụ như nếu một ngày mà em xảy ra cái trường hợp này thật. Hồi nãy giờ thì tụi anh có công 2 ngày nay không phải là để trôn em, mà để cho em nhận thấy tất cả của bia rượu nó rất là nguy hiểm. Lâu lâu em mới uống mà. Mà lâu lâu em uống là em uống một phát là em uống đúng nhớ đời luôn, em uống đâu ra đó luôn á. Em uống đúng nhà số 1 năm á. Ừ. Tại em mật đáo luôn. Được cái gì? Lợi ích gì từ cái việc đó? Giao lưu. Khám khích tình cảm bạn bè là. Bạn bè nào? Vui mà chơi game vui mà. Những bạn nào mà nó ép em nhậu vậy là em phải nên xem lại cái mối quan hệ. Em không ép mà em ép người ta mà. Sao mà đỡ được? Đúng rồi. Vậy mà bạn bè vẫn chơi với em thì tao nể với nó đó. Trường hợp này khó quá. Rồi, anh đi ra hỏi Dương anh đi. Anh đi ra hỏi Dương. Anh đặt cái camera ở đâu? Hả? Anh đặt cái camera ở đâu? Chị à? Làm gì? Anh quay clip nãy giờ đúng không? Đã qua like trực tiếp không ha? Chị like trực tiếp là sao? Nè, qua like trực tiếp mà. Phát trực tiếp trên kênh. Làm cái băng nãy giờ. Like anh gỡ đi. Anh khùng quá. Anh phát mà gỡ gì? Cái đoạn mà em khóc rồi nãy giờ chắc cả triệu được xem á. Gỡ đi, nhục quá vậy. Cái đầu thì ghê vậy mà anh cùng gắng á. Gỡ. À, thôi bây giờ thay quần áo rồi tắm rửa đi, bữa sau đừng nhậu vậy nữa nha. Còn có bữa sau nữa à? Ý là em bữa sau á, nói chứ nãy giờ tụi anh chả đặt máy chả làm gì hết. Chị muốn cho em một bài học thôi. Anh đi. Một bài học nó đủ rồi đó. Quỳnh Huệ ở đây, tao thử mày.